Tử vi năm 2025 của con giáp người tuổi Tỵ. Năm tuổi phạm trực thái tuế bị chèn ép, làm ăn cạnh tranh lớn, tiền bạc khó mà tăng tiến. Bước sang năm tuổi với cản trở từ cục diện trực thái tuế, năm 2025 này ẩn tàng nhiều hung hiểm, làm ăn khó khăn hơn vì cạnh tranh gay gắt hơn, tiền bạc vì thế mà khó gia tăng, cầu ổn định là may mắn. Đánh giá chung về tử vi tuổi Tỵ năm 2025. Bước sang năm 2025 này có thể nói là một năm hung cát đan xen đối với những chú rắn, tức là bạn khó có thể mong được thảnh thơi mà tận hưởng thành quả trong năm tuổi của mình được. Muốn đạt được thành công, nhất định phải không ngừng cổ vũ mình, cố gắng vươn lên, không nên đầu hàng trước nghịch cảnh. Hãy tin rằng mọi sự cố gắng của bạn đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Phương diện công danh sự nghiệp, do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cục diện trực thái tuế, công việc của bản mệnh sẽ khó có thể tiến triển suôn sẻ như mong muốn. Đa phần bạn phải tự lực cánh sinh, không được ai giúp đỡ. Đã vậy còn thường xuyên bị kẻ xấu cản trở, khiến công việc nhiều khi không được như ý muốn. Đây là lúc mà con giáp này cần phải cổ vũ mình thật sự quyết tâm, cuối cùng mới nhìn được ánh sáng cuối con đường hầm. Luận về phương diện tài chính, vận trình tài lộc của bản mệnh nhìn chung sẽ không có bước tiến nào quá lớn trong năm nay. Bạn muốn có của ăn của để thì cần cố gắng làm việc hết sức mình. Tất nhiên, trong quá trình làm việc sẽ không tránh khỏi khó khăn như đồng nghiệp cản trở, đối thủ cạnh tranh. Nhưng hãy cứ bình tĩnh rồi bạn sẽ tìm ra hướng giải quyết cho mọi việc. Phương diện tình cảm gia đạo, chuyện tình cảm có tốt có xấu đòi hỏi bản mệnh cần phải chú ý hơn tới cách hành xử của mình với mọi người xung quanh. Đặc biệt là đối với nửa kia, bạn cần phải thấu hiểu và đặt mình vào vị trí của đối phương nhiều hơn. Đừng hành xử tùy hứng khiến người ấy thất vọng hoặc tổn thương. Người độc thân cần phải cởi mở hơn nữa trong các mối quan hệ mới mong tìm được người như ý. Sức khỏe, phương diện sức khỏe may mắn là không gặp vấn đề gì quá lớn. Công việc căng thẳng có thể khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi, chết. Hãy có cách thư giãn, giảm áp lực phù hợp và sinh hoạt điều độ để không đẩy bản thân vào cảnh lao lực. Bạn nên dành thời gian để luyện tập thể dục thể thao, trò chuyện với người thân. Xem tử vi năm 2025 cho con giáp người tuổi Tỵ luận về các phương diện trong cuộc sống. Dựa trên mối tương quan mệnh trạch tuổi Tỵ với lưu niên năm Ất Tỵ 2025, về thiên can, địa chi, ngũ hành xung khắc và hệ thống sao chiếu trong tử vi mà biết được hung cát mà đường sổ gặp phải trong năm nay ở các phương diện cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Trong năm Ất Tỵ 2025, con đường công danh sự nghiệp của người sanh năm Tỵ lắm trong rai, trắc trở nhưng vẫn có những điểm sáng nhất định. Vì vậy, việc mà bạn cần làm là suy nghĩ tích cực, lạc quan, cố gắng hết sức mình, đừng bỏ cuộc giữa chừng. Khiến cho công sức đổ sông đổ biển, hãy cố gắng mỗi ngày rồi bạn sẽ dần tìm ra định hướng mới với mình. Dưới tác động của trực thái tuế, có thể con giáp này sẽ phải đối diện với nhiều cản trở đến từ lãnh đạo hay đồng nghiệp quanh mình. Năm nay, các mối quan hệ xã giao của bạn không quá tốt nên khó được lòng người khác, nhiều việc phải tự lực cánh sinh. Hãy chú ý trong cách hành xử với lãnh đạo, kể cả khi bạn có điều gì bất mãn thì cũng cần chú ý cách nói năng, đừng chọc giận đối phương hoặc khiến cho đối phương mất mặt, bởi điều đó không có lợi ích gì cho sự nghiệp tương lai của bạn. Với đồng nghiệp, bản mệnh cũng nên hạ cái tôi của mình xuống và thỏa hiệp lúc cần thiết. Tỷ kiên cho thấy bạn đang khá kiêu ngạo, thích làm theo ý của mình và không muốn hợp tác với mọi người xung quanh.
Cứ tiếp tục như thế này thì bạn có thể bị cô lập giữa tập thể, mọi việc sẽ không thể tiến triển suôn sẻ như mong muốn của bạn. Ngoài ra, bạn cũng sẽ phải đối diện với sự cạnh tranh, tranh chấp về lợi ích gay gắt giữa đồng nghiệp hoặc đối tác. Khuyên người xanh năm tỵ hãy giữ vững thế mạnh của mình và tự tin phát huy điểm mạnh đúng lúc đúng chỗ, như vậy mới tạo được cho bản thân cơ hội ghi điểm trong mắt cấp trên hoặc quý nhân, giúp con đường thăng tiến bằng phẳng hơn. Trên thực tế, năm 2025 vẫn có những thời điểm bạn được các tên trợ mệnh. Thiên ẩn cho thấy bạn vốn là người thông minh, sáng tạo, nhiều khi đưa ra được những sáng kiến giúp tập thể phát triển. Vì vậy, có suy nghĩ gì thì bạn nên chủ động trao đổi với cấp trên hoặc nêu ra giữa tập thể. Đây có thể là cơ hội để bạn khẳng định việc vị thế của mình. Các tinh phượng cát cũng có lợi cho những ai có ý định theo đuổi con đường học hành thi cử vào thời gian này. Bạn bỏ công, bỏ sức ra ôn tập, tự tin thể hiện vốn hiểu biết của bản thân thì có thể gây ấn tượng cho nhà tuyển dụng, giám khảo hoặc quý nhân, tăng cơ hội đỗ đạt vào vị trí mơ ước. 2. Luận về phương diện tài chính. Tình hình tài chính của người tuổi Tỵ sẽ không có bước tiến nào quá lớn lao trong suốt cả năm 2025. Nhưng cũng may mắn là không bị hao hụt quá nhiều. Còn giáp này chỉ cần làm việc nghiêm túc, chăm chỉ, đường đường chính chính thì sẽ thu về được thành quả xứng đáng với công sức. Còn nếu đi lỗi tắt, đường vòng thì dễ gặp những rắc rối, thậm chí vướng vào lao lý. Trực thái tuế cho thấy tình hình cạnh tranh giữa bạn và đối thủ sẽ trở nên khá gay gắt, thậm chí có kẻ tìm cách cản trở việc làm ăn, kinh doanh của bạn. Vì vậy, bạn cần phải cẩn thận từng đường đi nước bước, không vội vã trong việc ký kết hợp đồng. Trước khi đưa ra quyết định gì thì cần phải cân nhắc kỹ càng. Hãy giữ vững thế mạnh của mình trong công việc và giữ chữ tín với khách hàng. Bạn gây dựng được tiếng vang và uy tín trên thị trường thì dần dần sẽ thu hút được lượng khách hàng trung thành, đảm bảo tiền về tuổi sẽ ngày càng ổn định hơn. Với người làm công ăn lương, công việc có nhiều khúc mắc xảy ra nên chuyện lương thưởng không có nhiều biến động. Còn giáp này cần làm việc cẩn thận để tránh xảy ra lỗi lầm, phải tốn tiền để sửa chữa, khắc phục. Nếu sắp xếp được thời gian rảnh, có thể bạn nên dành thời gian để học hỏi thêm kiến thức, kỹ năng hoặc tìm kiếm các công việc làm thêm. Muốn tình hình tài chính được cải thiện thì năm 2025 này, người tuổi Tỵ sẽ không thể chỉ ngồi yên một chỗ. Những ai có ý định khởi nghiệp trong năm nay cũng có thể tiến hành từ từ, không nên quá nóng vội. Các tinh thiên ẩn và phượng cát sẽ đem tới cho bạn một vài cơ hội. Nếu nắm bắt được thì khả năng thành công sẽ được nâng cao. Hãy khiêm tốn lắng nghe lời khuyên của những người đi trước, bạn sẽ biết mình cần lưu ý điều gì, từ đó giúp cho việc kiếm tiền trở nên thuận lợi hơn. Nếu đang thiếu kinh nghiệm thì bạn không nên kiêu ngạo, đặt cái tôi của mình lên quá cao. Có những thứ không đơn giản như bạn thoạt nhìn. Việc đầu tư, kinh doanh luôn tồn tại nhiều bất trắc mà bạn có thể không ngờ tới. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Phương diện tình cảm có tốt, có xấu, nhưng nhìn chung vẫn khá yên bình trong năm Ất Tỵ 2025. Bản mệnh hãy dành thời gian nhìn nhận lại bản thân, xem lại cách hành xử của mình. Nếu cư xử khéo léo thì bạn không làm mất lòng người khác. Nếu nói năng không suy nghĩ thì bạn dễ tổn thương đến những người gần gũi với mình. Với người đã có đôi có cặp, bản mệnh nên hạ cả tôi của mình xuống một chút và không nên coi bản thân là trung tâm của mối quan hệ. Nếu bạn cứ làm mọi việc theo ý mình, không quan tâm tới nửa kia, thì đối phương sẽ cảm thấy mình không được coi trọng và dần không còn mặn mà với mối quan hệ đôi bên.
Công việc trong năm 2025 này có nhiều căng thẳng khiến bạn dễ bị stress, thậm chí có xu hướng trút giận lên đầu người thân. Đây không phải là một việc làm khôn ngoan, vì vậy con giáp người tuổi Tỵ cần tỉnh ngộ kịp thời để thay đổi cách hành xử. Thay vì nóng nảy, đá thúng đụng nia, bạn nên tâm sự với người thân để nhẹ nhõm hơn và được giúp đỡ kịp thời. Nếu đang phải lòng một ai đó, bạn cần tìm một thời điểm thích hợp để bày tỏ cảm xúc của mình. Tình yêu cứ giữ trong lòng thì đối phương sẽ chẳng thể nào hiểu được. Đừng để đến khi nhìn lại người ấy đến với người khác rồi, bạn mới cảm thấy hối hận. Với người còn độc thân, bạn nên cởi mở hơn trong việc giao lưu, trò chuyện với người khác giới. Nếu cứ đóng cửa trái tim mình, bạn sẽ chẳng thể nhìn ra cái hay của người khác. Hãy thử cho bản thân cơ hội làm quen với một ai đó. Có thể trong quá trình trò chuyện, bạn sẽ nhận ra người đó có tâm hồn đồng điệu cùng với mình. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Vận hạn năm 2025 của con giáp người tuổi Tỵ khả sản về phương diện sức khỏe với thể trạng ổn định. Con giáp này có thể cảm thấy mệt mỏi nhưng không mắc phải căn bệnh nào nghiêm trọng, phải tốn nhiều tiền để chạy chữa, gây tổn hại cho sức khỏe. Công việc dù có vất vả, áp lực có thể đẩy bản mệnh vào cảnh căng thẳng thường xuyên. Những lúc như vậy đừng giấu mọi chuyện trong lòng, hãy tâm sự với nửa kia và người ấy sẽ lắng nghe, giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dù bận rộn đến mấy, bạn cũng nên sắp xếp thời gian để nghỉ ngơi đúng lúc, rèn luyện thể dục, thể thao. Khi bạn có một cơ thể khỏe mạnh, bạn sẽ có đủ hăng hái, quyết tâm để làm mọi việc, ví dụ như kinh doanh, khởi nghiệp, thực hiện hóa các ước mơ của mình. Xem vận hạn năm 2025 tổng quan về các tuổi Tỵ. 1. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, mệnh hỏa. Bước sang năm 2025, người sinh năm tuổi Ất Tỵ nên chú ý đến cách hành xử với mọi người xung quanh, hạn chế mâu thuẫn, tranh cãi rồi tự đẩy mình vào rắc rối. Nếu có điều gì không vừa ý, bạn cần thẳng thắn trao đổi với mọi người xung quanh, không nên nói những lời mỉa mai hoặc kích tướng khiến cho người nghe khó chịu. Tình hình tài lộc không có bước tiến nào lớn, khuyên bản mệnh nên chú ý chi tiêu. Nếu có việc lớn cần phải giải quyết thì cần phải suy tính kỹ càng, trở nên hoang phí, kẻo dễ trái túi. Nếu có tiền trong tay, tốt nhất bạn cũng không nên nóng vội đầu tư. Năm nay nên quan tâm tới những giải pháp an toàn nhiều hơn. Trong chuyện gia đạo, bản mệnh cần tin tưởng vào con cháu nhiều hơn và không nên can thiệp quá nhiều vào việc của con cháu, dễ khiến đôi bên mâu thuẫn với nhau. Cách biệt thế hệ khiến đôi bên có những cách nhìn nhận vấn đề khác nhau. Nếu cứ áp đặt thì sẽ không tìm được tiếng nói chung. Tốt nhất, bạn chỉ nên là người cho lời khuyên để con cháu tham khảo. 2. Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, mệnh thổ. Có thể thấy năm 2025 này sẽ là một năm khá vất vả đối với người tuổi Đinh Tỵ. Dù bạn chỉ muốn an phận thủ thân và làm tốt công việc hàng ngày của mình, nhiều cạnh tranh, mâu thuẫn ập tới buộc bạn phải đứng lên để ứng phó. Không thể dựa dẫm vào người này, người khác hay phó mặc cho hoàn cảnh như trước. Tình hình tài lộc cũng không có bước phát triển nào nổi bật. Người làm công ăn lương nên chủ động đổi mới thì mới có cơ hội được cất nhắc. Với người làm kinh tế, bạn không nên đi theo lối mòn từ trước đến nay. Khi đối diện với sự cạnh tranh từ đối thủ, bạn cần phải giữ vững lập trường và thế mạnh của mình. Trở nóng vội đưa ra quyết định sai lầm. Trong tình cảm gia đình, bản mệnh cần quan tâm tới người thân nhiều hơn, không nên đưa ra những quan điểm và ý kiến áp đặt. Nếu phải đối diện với những vấn đề gì thì vợ, chồng nên thẳng thắn trao đổi cùng nhau, tôn trọng quan điểm của nhau, đặt mình vào vị trí của đối phương. Có như vậy mới tránh được những tổn thương, hiểu lầm không đáng có.
3. Tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, mệnh Mộc. Những người sinh năm 1989 có thể sẽ phải tự lực cánh sinh trong nhiều việc vào năm Ất Tỵ 2025. Bạn cần xem lại các mối quan hệ xã giao của mình, không nên tự cô lập bản thân với tập thể. Nếu tự cô lập, việc gì bạn cũng sẽ phải tự lực cánh sinh, mà trên thực tế thì không phải việc gì bạn cũng có thể gánh vác một mình được. Tình hình tài chính chưa có nhiều bước phát triển đáng kể, đòi hỏi bạn phải chú ý tiết kiệm hơn trong việc chi tiêu. Nếu có ý định khởi nghiệp, bạn cũng cần phải nắm vững thế mạnh của mình, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và không quên nghe theo lời khuyên của người đi trước. Nếu bạn đưa ra những quyết định quá vội vàng thì khó tránh khỏi thua lỗ. Trong chuyện tình cảm, nếu có tình cảm với ai thì bạn cần phải chủ động hơn trong việc thể hiện cảm xúc của mình. Hãy cho người ấy biết bạn yêu mến người ấy ra sao. Có nhiều khi nếu cứ giữ tình cảm trong lòng, đối phương sẽ chẳng thể nào nhận ra được. Đừng trách người ấy vô tâm trong khi chính bạn cũng chưa thật sự cố gắng hết sức mình. 4. Tuổi Tân Tỵ, sinh năm 2001, mệnh Kim. Năm 2025 này, người tuổi Tân Tỵ trẻ tuổi sẽ cần phải cố gắng nhiều hơn trên phương diện sự nghiệp. Thực tế thì con giáp này vẫn còn non trẻ và thiếu kinh nghiệm thực tế. Vì vậy đừng đặt cái tôi của mình lên quá cao và bỏ ngoài tai lời khuyên của người khác. Nếu có điều gì khúc mắc, bạn cũng nên kịp thời hỏi người khác, chứ đừng giấu trong lòng. Chuyện tài lộc không có nhiều biến động. Có lẽ bạn nên chăm chỉ làm việc để có từng bước thăng tiến vững chắc. Năm nay không phải là thời điểm thích hợp để bạn mong muốn tiền lương của mình sẽ tăng lên chóng mặt. Tốt nhất hãy cứ dành thời gian bồi dưỡng bản thân xuất sắc hơn, sau đó thì nhiều cơ hội sẽ nằm đợi bạn ở tương lai. Trong chuyện tình cảm, dường như người độc thân tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 chưa thật sự sẵn sàng bước chân vào một mối quan hệ. Vì thế mà bạn trò chuyện với người khác giới một cách khá dửng dưng. Còn đối với ai đã lập gia đình, vợ chồng trẻ nên có nhiều điều mâu thuẫn với nhau. Cả hai người đều quá bướng bỉnh nên ít khi mà chịu hạ cái tôi của mình xuống. 5. Tuổi Quý Tỵ, sinh năm 2013, mệnh Thủy. Bản mệnh tuổi Quý Tỵ vẫn còn nhỏ tuổi nên năm 2025 này không có nhiều biến động xảy ra. Thời điểm này hãy tập trung vào việc chính của mình là việc học và xây dựng thói quen sinh hoạt nề nếp. Nếu gặp khúc mắc gì trong cuộc sống nói chung và việc học nói riêng thì nên trò chuyện với người lớn kịp thời để được tháo gỡ. Dù chưa làm ra tiền nhưng bản mệnh cũng cần phải học cách chi tiêu khoa học và biết trân trọng đồng tiền mà người lớn đã tốn công sức làm ra. Người tuổi này cần hạn chế đua đòi, vội vĩnh những điều vượt quá khả năng tài chính của gia đình. Trong gia đạo, con giáp này hãy ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ và chủ động phụ giúp các công việc nhà. Khi đến trường, hãy giữ mối quan hệ hòa hợp với bạn bè xung quanh, không nên quậy phá, trêu chọc hoặc xô xát với người khác. Xem tử vi năm 2025 của tuổi Tỵ qua 12 tháng trong năm. Xuyên suốt năm 2025 này sẽ có những thời điểm tương ứng xảy ra với vận hạn khác nhau, có tháng cát lành, có tháng xui xẻo. Vì thế, dự đoán tổng quan về tử vi năm 2025 qua 12 tháng để con giáp này chủ động nắm bắt hơn. 1. Tháng 1 âm lịch, tức tháng Dần. Tháng này công việc bình ổn, chưa có bước tiến mới, thời điểm này mưu sự còn khó khăn, hãy lấy bình tĩnh làm trọng. 2. Tháng 2 âm lịch, tức tháng Mão, đề phòng thất vật, mất tài sản quý. Tình cảm có rạn nứt,
thậm chí nghiêm trọng là chia ly do người thứ ba xen ngang. Tháng 3 âm lịch, tức tháng Thìn. Tháng này gặp trục trặc về sức khỏe, chủ yếu liên quan tới hệ bài tiết và thần kinh. Tiêu hao không ít tiền bạc cho vấn đề sức khỏe của bạn. 4. Tháng 4 âm lịch, tức tháng Tỵ. Tháng này quyết định thiểu sản xuất do ức chế nhiều về tinh thần, cẩn thận cháy nổ trong nhà hoặc tại nơi làm việc. 5. Tháng 5 âm lịch, tức tháng Ngọ. Tháng này khó kiểm soát cảm xúc, tình yêu hay gia đạo đều bất ổn, xuất hành xa dễ gặp bất lợi, nhất là tới nơi có miền sông nước. 6. Tháng 6 âm lịch, tức tháng Mùi. Tháng này công việc trước thì khó khăn nhưng sau đó lại thuận lợi, có người đứng ra giải quyết khó khăn về tiền bạc cho bạn. 7. Tháng 7 âm lịch, tức tháng Thân. Tháng này hung cát đang xen, có thể đón tin vui về con cái hay hỷ sự nhưng công việc có điểm bất ổn. 8. Tháng 8 âm lịch, tức tháng Dậu. Tài khí trong tháng bắt đầu tăng trưởng mạnh, tiền bạc dễ kiếm hơn, thời điểm này nên tập trung cho các giao dịch tiền bạc. 9. Tháng 9 âm lịch, tức tháng Tuất. Vận quỹ nhân phượng được trợ lực về uy tín và cả tài lộc, đương sổ cần chủ động tháo gỡ khó khăn đang gặp phải. 10. Tháng 10 âm lịch, tức tháng Hợi. Tháng này đi đứng phải cẩn thận đề phòng tai nạn hoặc gặp họa huyết quan, công việc gặp khó do khó khăn khách quan từ thị trường. 11. Tháng 11 âm lịch, tức tháng Tỵ. Tháng này công việc bận rộn, lịch sinh hoạt thay đổi khiến cho cơ thể của quý bạn bị suy nhược, nhưng đổi lại tiền bạc có xu hướng gia tăng từ nhiều nguồn. 12. Tháng 12 âm lịch, tức tháng Sửu. Tháng này có khó khăn trong công việc được khắc phục, bản mệnh thu về thành quả lớn, tiền bạc rủng rỉnh, thoải mái mua sắm chi tiêu cho dịp Tết. Kết luận vận hạn năm 2025 của người tuổi Tỵ. So với tử quy năm ngoái 2024, khi bước sang năm Ất Tỵ 2025 này là năm khó khăn, gặp nhiều bất lợi hơn do đường sổ chịu tác động trực diện của sùng thái tuế. Từ việc làm ăn khó khăn, vất vả, dễ gặp trở ngại tới tiền bạc trục trặc, kiếm tiền đã khó lại dễ bị mất mát, hao tổn. Sức khỏe cũng giảm sút nhiều, bệnh tật đau ốm khó tránh. Đường tình duyên, gia đạo tạm gọi là yên ổn, không được rực rỡ như năm trước. Một năm tổng quan kinh tế khó khăn, người tuổi Tỵ cũng chật vật ở phương diện này. Nhưng nếu biết đủ thì vẫn thấy đủ, chi tiêu lấy tích lũy làm trọng hơn là chi tiền cho các sở thích cá nhân hay đầu tư mạo hiểm. Phàm là có thái tuế cản đường thì làm việc gì cũng phải thận trọng. Chỉ cần một phút hấp tấp vội vàng là mọi công sức coi như đổ sông đổ biển hết, đồng thời nên bình thản đối diện thách thức, không sợ hãi mà né tránh. Sự thành hay bại cuối cùng vẫn là cách suy nghĩ và hành động của người tuổi Tỵ chi phối. Nên nhớ, sức lao động là cái gốc. Phong thủy cũng chỉ như nắng gió mưa thêm vào, chăm mà đủ nhiều, gốc tốt thân khỏe thì tự có thành tựu thăng hoa, lười làm lười nghỉ, gốc yếu thân cục, tưới bao nhiêu nước, cải bao nhiêu phong thủy cũng bằng không. Tài lộc không tự nhiên sinh ra, tiền bạc không tự nhiên mà có, tất thảy đều quy đổi từ sức lao động, sự nỗ lực và cố gắng chuyên cần của bản thân. Một khi người tuổi Tỵ đã cố gắng hết sức mình, vũ trụ sẽ đáp lại bằng những gì xứng đáng.